Một cặp đôi trẻ mới cưới hoặc là một gia đình hạnh phúc thì nên treo bức tranh gì? Và đây chính là trung tâm phòng khách của nhà một bác khách. Và đằng sau lưng tôi đây chính là bức tranh phu thê viên mãn. Cái bức tranh phu thê viên mãn này chủ thể để nói về một cái cặp đôi hạnh phúc với cái đôi chim công đang e ấp bên nhau ở trên cái cây mộc lan. Và cái hình tượng đối diện ở bên cặp chim này sang chính là một cái hình tượng của một cái đôi vợ chồng khi đã về già nhưng mà vẫn còn đang rất là quấn quýt hạnh phúc bên nhau, với một cái hạnh phúc nó rất là đơn sơ ở trên một cái con thuyền, một cái con thuyền thuyền lan mà nó đang ở trên một cái gợn sóng rất là nhẹ nhàng. Điều đó đem lại cho chúng ta một cái khung cảnh rất là bình yên dưới một cái đêm trăng bên cạnh những cái cành trúc. Nó đem lại một cái sự đồng quê, nó đem đến một cái sự bình yên từ cái làng quê. Cho nên là đây chính là cái chủ đề rất là phù hợp để một là treo ở trung tâm phòng khách và hai là tượng trưng cho một cái gia đình hạnh phúc. Bức tranh phu thê viên mãn mà chúng tôi đã chế tác ở trên phôi gỗ gụ đã được 2 năm. Và lòng tranh thì chúng tôi vẫn chế tác bằng gỗ gụ và khung tranh thì chúng tôi làm bằng gỗ mun hoa để tạo ra những cái tông màu nó đồng đều trong tổng thể cái khuôn viên này.